Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất các thông tin giải trí có trong ngày. Và hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi nhé. Mặc dù rượu bia có thể là một chủ đề bị xếp vào hàng nhạy cảm trên sóng truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là đối với các thần tượng K-pop luôn phải giữ hình ảnh sạch đẹp của mình. Tuy nhiên, người hâm mộ và khán giả ngày nay có vẻ cũng đã thoải mái hơn với việc idol uống rượu. Tất nhiên là khi họ đã đủ tuổi trưởng thành. Vì thế mà các idol cả nam cả nữ đôi khi cũng thẳng thắn chia sẻ về những mẩu chuyện hài hước có thật xảy ra khi họ uống say. Hoshi của Seventeen ôm bồn cầu. Trong một tập của chương trình SVT Club, các thành viên của Seventeen đã kể lại một câu chuyện vô cùng hài hước xảy ra khi mà Hoshi say rượu. Theo The S chia sẻ rằng dù Hoshi có tửu lượng không tốt, nhưng nếu được mời thì anh sẽ uống liên tục. Sau đó The S kể lại rằng có một chuyện rất hài xảy ra trong quá khứ. Anh Hoshi uống rất nhiều rượu rồi đột nhiên biến mất. Em đến kiểm tra thì thấy anh đã ngủ trong khi ôm bồn cầu. Trong khi Hoshi cố gắng giải thích, anh liên tục bị các thành viên khác trêu chọc. Seung Kwan đã nói với Hoshi rằng anh xỉn rồi mà, anh không thể giải thích được. Lúc đó anh đã say rồi, anh còn gì để nói nữa. Hoshi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để kể lại những gì xảy ra khi đó. Đó là thời điểm sau khi kết thúc concert tại Hàn Quốc. Có rất nhiều staff ở đó, từ nhân viên làm tóc và trang điểm, nhân viên hậu đài và nhân viên trong công ty. Tất cả mọi người đã có một buổi họp mặt cùng nhau. Anh đã nghĩ cho dù có phải uống rượu thì mình cũng nên đến chào từng người một và nói lời cảm ơn chứ. Nhưng vì có quá nhiều staff nên anh đã uống rất nhiều. Anh chỉ đi một vòng thôi mà đầu óc đã quay cuồng rồi. Anh đã vào nhà vệ sinh và nghĩ rằng chuyện này không ổn chút nào. Sau đó thì anh ngủ luôn. J-Hope thể hiện tình yêu với Ami. Trong một tập Run BTS, J-Hope đã tiết lộ rằng anh từng đăng một bức ảnh tự sướng trong lúc say rượu. Các thành viên đã chơi một trò chơi đoán xem đôi môi nào thuộc về thành viên nào. Tuy nhiên, một trong số những đôi môi đó đã khiến cho BTS gặp nhiều khó khăn. Sau đó, chủ nhân của đôi môi đó đã được tiết lộ, đó chính là J-Hope. Tuy nhiên, ngay cả J-Hope cũng không nhận ra đôi môi của mình dù đã được xem ảnh gốc. Thậm chí anh cũng không nhớ mình đã chụp bức ảnh này. Sau khi suy nghĩ một lúc, J-Hope cuối cùng cũng nhớ ra câu chuyện đằng sau bức ảnh đó. Mình nhớ ra rồi, đó là khi bọn mình đi tour Nhật Bản và mình đã uống vài ly. Mình đã nghĩ rằng mình đăng lên với caption Ami, wow. JB được hai thành viên GOT7 đưa về nhà. Trước đây, các thành viên của GOT7 đã kể về một câu chuyện mùa đông ấm áp, nơi họ đã giúp đưa trưởng nhóm JB về nhà. Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram sau đó, người hâm mộ đã hỏi JB về câu chuyện này và anh đã kể lại toàn bộ những gì xảy ra khi đó. JB cho biết khi đó các thành viên đang uống rượu cùng nhau và anh đã say khiến Jin Young và Jackson phải đưa anh về nhà. Tuy nhiên, vấn đề là cả Jin Young và Jackson đều không biết JB sống ở đâu. Không chỉ vậy, khu vực mà JB sống cũng rất rộng lớn. Vì lý do này mà Jin Young và Jackson đã mất rất nhiều thời gian để tìm thấy nhà của JB trong khi vẫn đang lôi anh đi theo cùng. Song Ji Hyo say xỉn gọi điện thoại cho Hee Chun của Super Junior. Vốn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, Hee Chun từng có lần chia sẻ rằng anh không xem Running Man của SBS vì cho rằng chương trình này quá trẻ con. Tuy nhiên Hee Chun sau đó cũng giải thích thêm về ý mà mình muốn nói. Đôi khi tôi thấy Running Man rất trẻ con. Tuy nhiên cũng chính vì sự trẻ con đó mà chương trình này thu hút được cả trẻ em lẫn người lớn. Song Ji Hyo là một thành viên trong dàn cast cố định của Running Man. Sau khi nghe được lời nhận xét của Hee Chun dành cho chương trình này, một đêm nọ Song Ji Hyo đã uống vài ly và gọi điện thoại cho Hee Chun rồi nói: "Sao em có thể nói như vậy được hả?" Trong khi đó, Yu Jae-suk, một thành viên khác thuộc dàn cast của Running Man lại đùa giỡn một cách nhẹ nhàng về lời nhận xét của Hee Chun. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.